khu phố cổ Hà Nội là khu vực đặc trưng mang đậm dấu ấn của tiến trình phát triển của Thăng Long Hà Nội với đầy đủ các loại hình tôn giáo tín ngưỡng như đình, đền, chùa, hội quán và nhiều công trình nhà ở có giá trị. Đây chính là yếu tố quan trọng để nhận diện bản sắc văn hóa đô thị Hà Nội. Vì vậy, có thể nói rằng giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích này là nhiệm vụ đặt ra hàng đầu của các nhà quản lý. Phố cổ Hà Nội sở hữu hệ thống di tích dày đặc, có giá trị lớn. Tuy nhiên, đất chật người đông, quá trình sinh sống của nhiều hộ dân đã tác động đến một số di tích. Quận Hoàn Kiếm đã có những nỗ lực lớn trong việc di dời dân ra khỏi di tích, đầu tư tu bổ, tôn tạo đền chùa, miếu mạo để giữ lại giá trị của di tích. Như di tích Đình Đông Thành hay còn gọi là Trần Thiên Quán hoặc Đình Hàng Vải này. Trước kia, đây là nơi ở của nhiều hộ dân. Đến nay, quận đã di dời các hộ dân ra khỏi di tích, đầu tư tu bổ, trả lại không gian, kiến trúc ban đầu. Hiện nay, Đình Đông Thành không chỉ đơn thuần là một địa điểm tâm linh mà còn là điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Sau khi mà được nhà nước quan tâm và đặc biệt là thành phố Hà Nội năm 2013 đã xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố. Đây là những tiền đề để chúng ta phục dựng lại ngôi đình như ngày nay. Chúng tôi thì luôn quan tâm đến cái công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Chúng tôi cũng triển khai rất nhiều các cái nội dung để tới các ban ngành đoàn thể cũng như là nhân dân để làm sao mà triển khai thực hiện thật tốt cái công tác bảo tồn phát huy di tích. Cũng theo ông Đức, phường Hàng Bồ có diện tích 0,09 km2, nhỏ nhất trong các phường thuộc quận Hoàn Kiếm, nhưng có tới 7 di tích văn hóa lịch sử. Đây cũng là một thách thức không nhỏ cho phường trong việc bảo tồn và phát huy giá trị. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả hơn công tác tu bổ, tôn tạo di tích, phường Hàng Bồ xác định sẽ huy động nguồn xã hội hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để tạo thêm động lực cho bảo tồn, phát huy giá trị, nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ kết nối các di tích trên địa bàn với nhau, tổ chức nhiều các hoạt động tại di tích, ví dụ như các hoạt động trưng bày triển lãm này, rồi các cái hoạt động lễ hội để giới thiệu và truyền thông trên các kênh truyền thông để làm sao mà người dân cũng như là khách du lịch trong và ngoài nước sẽ biết đến các di tích trên địa bàn. Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa lịch sử gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch đang là hướng triển khai đúng và hiệu quả để phát huy giá trị văn hóa lịch sử khu phố cổ Hà Nội.